Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay lại 45 độ, mình có nồi canh siêu to khổng lồ. Chảo trứng cũng siêu to lồ khổng. Có bạn Nguyễn Văn Vượng đang đảo một đĩa, một chảo trứng dành cho các bạn trẻ của mầm non New Sun. Ôi ngon quá. Trứng thịt đảo bông nhé mọi người nhé. Dạ, xin chào mọi người. Đầu bếp này đã siêu điệu nghệ chưa? Trời ơi! Ngon không mọi người? Vừa thơm vừa ngon vừa đầy đủ dinh dưỡng nhá. Trời nắng nóng này mà đồng chí Vượng đảo chảo trứng này, đồng chí có thấy nóng và mệt không ạ? Thôi vì các cháu, các đồng chí phải phục vụ, mai kia các cháu nó thành tài đồng chí sẽ được nhờ. Nhiệt độ buổi sáng 8 giờ 20 mà đã 42 độ rồi. Ngon quá. Đã đến New Sun thì kể cả dao cũng là mầm non New Sun. Tự tin và tỏa nắng. Chào mọi người, đây là nồi cháo siêu to và buổi chiều tập con.